À, xin chào anh chị. Hôm nay em Tân mới về được cái mẫu xe là siêu to luôn nha anh chị. Cái mẫu xe này cái mã số nó là HBZ S1 nha. À, dòng xe này tải trọng là người lớn mình ngồi được luôn nha anh chị. Xe yên rất là to luôn, người lớn mình có thể chở thêm một bé nữa nha. Xe này nó tải trọng full được tầm cỡ là 70kg nha anh chị. Tuy nhiên nếu mà mình tải cao hơn nữa thì xe vẫn chạy tốt nha. Rồi ok, rồi hôm nay em Tân sẽ là hướng dẫn cách lắp ráp chi tiết cái dòng xe S1 này nha anh chị. Theo như cái size siêu xe thì đối với cái xe một ghế này, một ghế rất là to nha anh chị, và nó có thể là xe là to nhất hiện nay nha, đối với dòng xe một ghế nha. Rồi bây giờ em Tân sẽ là lắp cái bánh xe vô ha. Xe này thì đầu tiên xe này hai động cơ lớn nha, nó có cái chấu mà mình cái chấu để mà mình lắp vô động cơ nha. Ấn vô nó có độ đàn hồi nha. À, cái lông đèn màu trắng nha anh chị, nó nằm ở trong cái bịch phụ kiện nha. Cái này lông đèn đây nè anh chị, mỗi xe thì nó gồm có hai cái nha, ở bên trong và ở bên ngoài. Mình lắp ở bên trong và bên ngoài nha. Khi mà mình lắp bánh xe vô thì mình cũng lắp cái này luôn nha anh chị. Ôi cái xe khá là nặng, cái khung xe này nó phải 30 mấy ký nha anh chị. Rồi mình lắp hời con ốc nha. Tương tự thì mình cũng là lắp cái bánh xe bên kia luôn nha anh chị. Tất cả những cái bánh xe này thì nó đều nằm trong bọc nha anh chị. Rồi khi mà mình siết hết cỡ rồi thì mình hai bánh trước cũng tương tự vậy luôn nha. Ở bên trong này mình lắp một hai cái lông đền vô nha anh chị. Xe khá nặng luôn, khi mình bế lên cảm giác cứng cáp lắm. Ốc nó hơi dài cho nên lắp lông đền vô, hai cái cũng được, một cái cũng được. Rồi mình siết vô vừa tầm luôn nha anh chị, vừa tầm cái bánh trước nó xoay được là ok nha. Thêm tí nữa rồi ok được rồi, bánh bên này cũng vậy. Xe này dành cho bé chơi được tới lớn luôn nha anh chị, bé chơi được tới lớn luôn. Xe bây giờ mình cái ghế của nó rất là to nè nha anh chị, cái yên nè. Bây giờ mình vặn hai con ốc yên nó bên dưới để mình kiểm tra coi cọc bình với lại là cọc động cơ nha anh chị. Rồi là cái yên đây là ắc quy nha. Ắc quy này 12/10 nha, mình có thể nâng cấp lên là 12/15 nha anh chị. Cái này là dây động cơ nè, dây động cơ. À, bên này có một động cơ, dây động cơ nó hơi tuột này anh chị, dây nó bị tuột, mình ghim đúng vị trí. Cái này cọc bình ắc quy lắp luôn rồi, mình test thử nha anh chị. Ok. Khi mình lắp bình ắc quy vô thì cái này nút nguồn nha anh chị, nút nguồn làm đẹp thiệt luôn á. Nè mình nhìn cái bên này là chắc nút đèn đó. Đúng rồi, nút đèn tắt đèn mở đèn. Hai cái lao này là cái này là tốc độ nhanh và chậm nha anh chị. Nè, tốc độ nhanh và tốc độ chậm. Cái này là cần số chạy tiếng chạy lui nha. Ở bên dưới là chân ga nha anh chị, đây chân ga đạp ga là chạy. Nó tặng kèm cái thảm luôn nha, thảm của thương hiệu luôn nha anh chị.
này cái thảm này nếu mà bé chơi bẩn quá thì mình lấy ra mình giặt mình phơi lên ha. Xe này to lắm nha anh chị, ở trước xe nó có một cái cốp nha, cốp này là chở được rất là nhiều đồ luôn anh chị, nhưng mình cho bé chơi mình chở đồ chơi của bé theo. Cái cốp này nó hở nha, nó không có khích được nha, do là nó có, nó là cốp mở nha anh chị, nó có cái 500 đây nè, nè hít tự hít nha. Xe này là thiết kế là ở hai bên hông cửa là nó có một cái lớp da nữa nha anh chị. Đây, xe này không mở cửa nha anh chị, nó nguyên khối luôn. Hai bên này là để đựng điện thoại hoặc là đựng nước gì đó, sữa đó, hai bên luôn nha. Thiết kế y như xe thiệt luôn nha anh chị. Rồi bây giờ là sẽ lắp cái yên vô. Phần điểm với lại là phần tựa nha, thẳng quá. Mình tháo bọc ra luôn. Ở trên cái phần tựa nó có logo của xe nha anh chị. Khóa lại. Rồi, ok, mình vặn cái yên xe lại rồi thì mình lắp cái tựa yên này xuống nha anh chị, nó có đúng vị trí nè. Chơi được nó lớn luôn nha anh chị. Xe thì nó luôn có kèm điều khiển từ xa. Rồi mình lắp yên rồi mình cái dây an toàn ở đây anh chị. Rồi mình nhét cái dây xuống. Nhét dây xuống dưới rồi mình lắp lại thôi. Cái này thì cũng dễ nha. Ở trên nắp capo của xe này á, thiết kế rất là hay nha anh chị. Những cái đường chỉ may này nè, thế nó được bọc da luôn, mình nhìn rất là sang trọng luôn nha anh chị. Rất là chi tiết, màu thì được sơn tĩnh điện. Rồi bây giờ mình lắp cái kính chắn gió. Nó có những cái khớp này nè anh chị, cứ ấn đúng vị trí nó là được ha. Nó vào khớp là ok, không có cần quạt ốc nha. Đấy, một khớp. Hai khớp nè. Đấy, ở bên này khớp nữa nha anh chị. Đó. Rồi. Mình lắp luôn cái kính ở bên dưới nè. À, mà ở bên dưới ngay tay nè, đây. Nó có hàng đèn led nè, nó sáng ra nè. Đây. Thay đèn led nè anh chị, thấy chưa? Đây ha, bên kia cũng vậy nha, khá là hay. Mình cái mâm bánh, khi mà khóa ốc ok hết thì mình lắp cái mâm bánh vô từng cái khớp nha anh chị. Nó có những cái khớp này anh chị ấn vô. Bánh bên kia cũng vậy. Có kính nè. Rồi. Xe này nó có kèm cái remote với bộ sạc nữa nha anh chị. Đây. Cái remote nè, remote bộ sạc với lại có cái quyển hướng dẫn cách lắp ráp. Rồi, xe này nó cũng đơn giản nha. Hầu như là lắp bánh vô thôi. Thử về nhà. Kèn. Tắt đèn, mở đèn. Vừa rồi là em Tân vừa giới thiệu hướng dẫn cách lắp ráp cái dòng xe là HBZ
S1. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi nha. Anh chị nào quan tâm cái mẫu xe tải trọng người lớn này, tải trọng tới 70 kg lận, anh chị liên hệ bên em Tân sẽ hỗ trợ tư vấn nha. Số điện thoại Zalo là 0975 190084, hoặc là mình truy cập vào trang fanpage xe điện trẻ em Tây Ninh nha. Ok, cảm ơn anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip em Tân sẽ